Người nhận tiền trợ cấp Centrelink của chính phủ Úc hiện có thể lên lịch hẹn với Service Australia trực tuyến. Hệ thống đặt lịch trực tuyến toàn quốc mới của Úc sẽ giúp người dân có thể tránh được việc phải xếp hàng chờ đợi tại các trung tâm dịch vụ hoặc ngồi chờ hàng giờ bên điện thoại. Khách hàng của Centrelink có thể đặt lịch hẹn qua điện thoại trong 15 phút hoặc cuộc hẹn trực tiếp trong 30 phút với nhân viên tại hơn 300 trung tâm dịch vụ trên toàn quốc. Hơn 81.700 cuộc hẹn đã được thực hiện kể từ khi hệ thống ra mắt bộ trưởng dịch vụ chính phủ bill shorten đã khuyến khích người dân úc sử dụng hệ thống đặt lịch trực tuyến mới và cho biết cuối cùng bạn có thể đặt lịch hẹn để gặp service australia trực tuyến không còn phải đến rồi chờ đợi nữa ông nói mọi người có thể đặt lịch trực tuyến và chọn thời gian phù hợp với mình để đặt lịch hẹn qua điện thoại hoặc tại trung tâm dịch vụ mà họ chọn và họ không phải mất thời gian xếp hàng shorten cho biết tùy chọn đặt chỗ trực tuyến sẽ hữu ích cho cả người úc lớn tuổi và trẻ tuổi người khuyết tật cha mẹ có con nhỏ và người chăm sóc. Ông cho biết dịch vụ của chính phủ cũng đang nỗ lực giảm tình trạng tồn động đơn yêu cầu trợ cấp của Central Link và thời gian chờ điện thoại, với dữ liệu gần đây cho thấy có hơn 11 triệu cuộc gọi không được trả lời trong năm tính đến tháng 4 năm nay. Ông cho biết việc tuyển dụng thêm 3.000 nhân viên gần đây đã giúp giảm tình trạng tồn động khiếu nại và thời gian chờ điện thoại. Khả năng đặt lịch hẹn trực tuyến là một bước tiến nữa theo đúng hướng để cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ. Chính phủ đã xác nhận hơn 5 triệu khoản thanh toán và lương hưu bao gồm cả lương hưu tuổi già và người tìm việc sẽ tăng vào ngày 20 tháng 9 khi chỉ số có hiệu lực. Khách hàng của Centrolink có thể đặt lịch hẹn trực tuyến bằng tài khoản trực tuyến Centrolink của mình thông qua MyGov bằng cách chọn dịch vụ quản lý cuộc hẹn hoặc thông qua ứng dụng di động Centrolink Express Plus bằng cách chọn dịch vụ cuộc hẹn.